Sáng sớm ngày 26 tháng 11, sau hơn một ngày phát hành, MV Gặp Nhưng Không Ở Lại của Hiền Hồ đã chính thức đạt vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam. Đây chính là sản phẩm đầu tiên của nữ ca sĩ đạt được vị trí cao nhất trên top thịnh hành của YouTube Việt Nam. Đây là thành quả mà Hiền Hồ xứng đáng có được với một MV được đầu tư chi phí khủng nhất trong sự nghiệp. Cụ thể, sau hơn một ngày lên sóng, MV Gặp Nhưng Không Ở Lại mang về hơn 2,6 triệu lượt xem, trên 141.000 lượt thích, chứng tỏ được sức hút không hề nhỏ với màn comeback lần này của Hiền Hồ. Mặc dù vấp phải một số ý kiến trái chiều nhưng khó ai có thể phủ nhận đây là màn comeback thành công của nữ ca sĩ. Điều đặc biệt, sau một khoảng thời gian bị rap Việt thống trị top 1 trending gần như liên tục suốt 4 tháng qua thì cuối cùng đã có một MV V-Bop giành lại được vị trí này. Còn nhớ suốt khoảng thời gian vừa qua, các tập phát sóng rap Việt liên tiếp nắm tay nhau giữ vị trí top 1 trending ròng rã một tuần lễ. Ngay khi tập này vừa nguôi nhiệt thì đã có tập tiếp theo thế chỗ ở vị trí cao nhất trên top thịnh hành. Chính thế trận liên hoàn này đã khiến các nghệ sĩ V-pop suốt nhiều tháng qua gần như vắng bóng sản phẩm top 1 trending. Ngay cả những cái tên sừng sỏ như Đúng Cũng Thành Sai của Mỹ Tâm, Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu của Minh, Người Ơi Người Ở Đừng Về của Đức Phúc, hay thậm chí Love Sick Girl của Blackpink, Life Goes On của BTS cũng không thể chen chân lên vị trí top 1 trending, dù những cái tên kể trên đã quá quen mặt với top 1 thịnh hành.